Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng thềm, Giêsu liền phán: Bây giờ con người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, thì Thiên Chúa làm cho người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phong phú, là con người, ai sợ ta từng trải nghiệm để sự xa đi của người thân yêu, và càng thương càng thân thì những sinh viên của người đã xa đi luôn ghi khắc trong trái tim của mình, và luôn là lời nhắc nhở một chúng ta trong tự chọn lựa sống. Lời Chúa tin mừng hôm nay, Giêsu trước khi bước vào của bạn sẽ đề tài cho các vấn đề được sáng mới là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã thương các con thì các con hãy yêu nhau. Căn cứ của điều này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con hãy yêu thương nhau. Xin ngôn của Giêsu đề tài cho các tông đồ năm xưa cũng là xin ngôn cho đề tài cho tất cả chúng ta. Thế nhưng chúng ta có thực sự tham muốn khao khát thực hiện điều Chúa dạy hay không? Điều đúng đối với của Chúa Giêsu, chúng ta đâu có gì mới. Chúa dạy yêu thương nhau thì năm xưa Thiên Chúa đã dạy dân Do Thái điều này. Kinh 15 chúng ta thuộc từ mẹ cho đến người bảo bây giờ vẫn thấy những bóng về thay thành bản sự trước kính mến một chút trời cho đến mọi sự. Nhưng mà yêu đến Chúa là Thiên Chúa nuôi trên đến mọi sự hết linh hồn hết trí khôn nuôi được ghi ở sách Tình Luận chương 6 câu 5. Và yêu người như mình đã vậy, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình ngươi, được ghi ở sách Lê Vi chương 19 câu 18. Yêu thương nhau không có gì mới. Tại sao Giêsu bảo thế để phải có người thân mới? Mới ở chỗ nào? Mới ở chỗ con yêu nhau như Thầy đã yêu các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Yêu như Thầy đã yêu, một tình yêu cho chính điều cùng. Theo ngôn ngữ của Thánh Gioan, yêu như điều cùng là không còn gì để mà cho. Chứ yêu như chúng ta, Chúa chấp nhận chết vô hình tức tử trên đồi Ca-lê, nằm nhìn Chúa Giêsu trên thánh giá, hiểu về tình yêu dân Chúa Cha, em phải ấn đồ chúng ta thấy
thành rồi thương thích ông đồng tội cũ mà có thể điều được chúa cho bạn chính niệm mẫu chúa sinh thành chúa kêu chúng ta như thế nhưng chúng ta có thực sự yêu mến chúa để xin ơn của chúa căn cứ vào điều này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của thầy là các con thầy yêu thương. Chúng ta là con người tương yêu ai cũng ao ước yêu và được yêu, nhưng dường như chúng ta dễ dàng yêu những ai yêu của chúng ta. Chúng ta dễ dàng yêu những ai đang phải yêu mình bình an và phúc cho chúng ta. Và để rồi chúng ta sống sức thực tế, nhiều bạn thường nói ăn cái nào xào cái này, có qua có lại mình toàn lòng nhau. Một thực tài mà sự như ở đâu chỗ nào cũng có. Chúng ta sinh mình là một đệ tử Kitô, nhưng phải thẳng con tôi đi đọc kinh, ai siêng năng đọc kinh nhà mình và nhà họ mình tới, ai người ai khác cứ đọc kinh nhà họ đọc kinh mình chẳng muốn tới. Khi dạy một thân thể chuyện bồ tâu, ai tích cực siêng năng thì mời anh chị em thì gia đình họ có thân thể có chuyện buồn rất đông người đời mà ai mà đời mà nhát không đi thì gia đình họ thân thể quả là rất buồn. Một thực tại rất cụ thể đối với công giáo chúng ta, thế mà mình vẫn xưng mình là cái Kitô hữu, vẫn cứ rằng là công giáo đã yêu thương. Gặp lại xem ta có sống đúng điều chưa sợi không, gặp lại xem mình có xứng đáng với mình không thể được biết đâu luôn. Chúng tôi thì không biết làm đây thì sao, vì rất nhiều nơi chúng ta đi qua thấy điều đó, giọng nhắc nhiều cũng vẫn thế thôi. Sao đâu chúng ta như vậy, vì chúng ta sống tình mình nhiều hơn. Nếu mà không quan tâm, không để ý tới lời sau quân của Chúa dạy chúng ta, cứ như lời người đã có chứng kiến sự có những lời ông bà cha mẹ đã con cứ như sự hiểu là cha là mẹ là ông là bà lúc nào cũng khao khát của sự là con của chúng ta sống với ta yêu thương nhau quan tâm đó với nhau. Điều đó buồn thì nào hơn là đúng là phải, thì mình chỉ được vai trò của mình là ông là bà là cha là mẹ là thầy cô tận sân mà không quay ngồi lên thiên xuống là cha của chúng ta. Nếu ta không hiểu đâu để yêu thương và chấp nhận trả giá lời chúa trong bài đọc một chiếc hết đồ cho ta đi sống và
chấp nhận nhận sự sáng suốt. Và Đức Giêsu Kitô vì yêu thương chúng ta, Ngài chấp nhận trả giá. Yêu thương mà không phải trả giá cho hy sinh của mình thì không thể sự là yêu thương. Thí dụ như chúng ta phải nhường cơm sẻ áo cho nhau thì đó mới là sự hy sinh. Còn dư thừa vất vả khổ cho đi hay các cô các bà cuối năm mỗi sáng đồ mới nhìn tù quần áo nhiều quá sẵn thì ngại thì cho hết đi để sẵn thì khác chứ không phải là hy sinh. Ước mong của chúng ta thì lãnh nhận thánh lễ Chúa và chiếm nắm thánh lễ Chúa để chúng ta đổi, để chú ý đổi chúng ta như lời Chúa trong phần hai sẽ hành điện. Thì chúng ta đổi với chúng ta, đổi với con tim của chúng ta, đổi với tình trong đời sống của chúng ta để chúng ta khiêm tốn tâm người thú nhận rằng con siêu yêu mình chúa đủ. Cũng như ta phải đánh mừng ta siêu yêu thương ông bà cha mẹ vợ con chúng ta đủ muốn chỉ cho nhau rất khó khăn. Xin Chúa đừng sầu lòng xót thương thứ ba những em của chúng ta chỉ khi suy vô đồng quê có khi hiện diện ở làng sống và đặc biệt với thực thể nhưng đầu của chúng ta mà có lẽ chính xác hơn là xin chúng ta để xuống bước yêu cầu. Tôi nói điều này bởi lẽ chúng không thể làm thay chúng ta nếu ta không mở lòng mình ra. Chúng ta vẫn đi lễ, vẫn sức lễ, vẫn tập kinh cầu nguyện. Thế nhưng khi đi ra khỏi nhà thờ trở về cuộc sống ta có còn nguyên gì, còn đố kỵ, còn ghen ghét, còn ích kỷ không? Chúa đều trong tâm hồn và thân xác chúng ta. Thế tại sao ta không thay đổi? Vì không để chúa đứng đầu chúng ta. Chúng tôi trọng sự tự do của mỗi chúng ta. Một sự thật mà hôm nay mẹ hội thánh mời gọi ta sống. Hội thánh hiện thành hiện tôn tham gia lễ hội là mẹ hội thánh mời gọi sống với lời yêu của mình. Chúng ta tận chúa trong sự kiện trong nghề giữa thị trường trước khi nhà mời gọi chúng ta sống với lời yêu của mình trước ta. Ngày hôm nay rất ít người anh em nhân dân theo đạo Công giáo vì thấy người Công giáo sống tốt. Đại đa số là vì lấy vợ lấy chồng. Như vậy thì xin lỗi Chúa Giêsu mà chúng ta vẫn thấy rằng tâm tư nói xưa được thể hiện bằng đời sống của chúng ta. Xin chúng ta ngày hôm nay khi đã nhận thánh thể Chúa là vì chúng tôi thờ thánh thể Chúa thánh thể cho sự biến đổi của chúng ta để ta biết yêu thương như Chúa yêu thương chúng ta bằng việc làm cụ thể chứ không chỉ
mình với sự tình.